Chào các bác. Đây là một cây địa lan Đại Thành, một trong những cây địa lan được rất là nhiều người biết đến qua cái tên cũng như bông hoa. Đây là một cái cây địa lan Đại Thành, một cây địa lan rừng đột biến Việt Nam, hoa màu xanh. Đấy, đây là tổng thể cái dáng lá của nó. Cái cây địa lan Đại Thành này thì nó là cây rất nổi tiếng bởi vì khuôn bông rất to, sai bông, cánh hoa rất là to đại và hoa màu xanh, xanh vàng. Có những năm thì nó vẫn nở màu vàng nhưng mà tỷ lệ nở xanh rất là cao, những năm nở xanh nhiều. Cái cây Đại Thành này thì nó bông rất to. Qua hình ảnh đây thì anh chị có thể là sẽ không thể nhận biết được hết là chính xác nó to như nào, nhưng mà nếu mà so với các bông địa khác, so với cái đại hoàng ấy, thì bông này sai bông to hơn, cánh to hơn, từ khuôn bông nó to hơn, còn khẩu bông thì nó lại nhỏ hơn. Đấy, thì đây là cái tổng thể cái địa lan Đại Thành. Do là hôm qua thời tiết nó mưa quá lớn nên là em không cất nó vào được. Hoa bây giờ là nó hơi tình trạng kém một chút rồi. Đấy, nhưng nó vẫn là một cái cây rất là đẳng cấp. Thì tại sao mà nó nổi tiếng như thế? Thì và được nhiều người biết và nhiều người yêu thích như thế. Thì hôm nay em sẽ nói về cái vấn đề đó. Sai bông, khẩu bông to, cánh to, rất là to. Và nó vị cần thăng hoa rất đẹp, đẳng cấp vị cần. Nó quấn cần rất là đẹp. Và nó em thấy là nó một cây rất là quấn cần rất là lớn. Em sẽ cũng phân tích cho mọi người nhiều video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy. Anh chị có thể xem lại video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa hoặc là tìm hiểu thêm về các loại địa lan thì anh chị nhìn sẽ rõ hơn, sẽ hiểu hơn về cái cây địa lan này, tại sao mà người ta trân trọng những cây mà bông hoa nó đặc cấp, để nó được đánh giá là những cái tiêu chí nào. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người cây địa lan Đại Thành. Thì đây em sẽ vào về vấn đề thân lá của nó. Thân lá của nó thì thân mầm. Và cái vấn đề thân mầm của nó thì nó xanh vàng thôi, như những cây địa lan khác. Đây, mầm đây anh chị. Đấy, anh chị nhìn đúng cái sống mầm của nó đấy. Thẳng này, xanh sạch. Tất cả cây nào xanh vàng ở cái điểm đều xanh sạch như này. Đấy, mầm này của nó này. Anh chị này, mầm này của nó này, nó xanh vàng, xanh sạch. Đấy là mặc định của những cái loại địa lan xanh vàng. Và những cái cây điểm là thân mầm nó xanh sạch như này anh chị nhé. Trừ những cây nở hoa ra thì những cây còn lại thì xanh vàng thì nó đều là mầm như này hết. Đấy, tiếp theo đó thì đến về cái màu sắc thì đương nhiên là xanh sạch rồi. Tiếp theo nói đến cái dáng lá tổng thể. Đây là tổng thể của dáng lá của cây Đại Thành. Đấy, anh chị thấy không ạ? Dáng lá của nó cũng khá cân đối và đẹp. Bông hoa không mất cần. Dáng lá ngả. Lá của nó thì hơi vặn về đuôi lá. Vặn vỏ đỗ về đuôi lá. Thì hơi vặn thì nó có những cái là vặn nhiều, có cái vặn ít, có cái thì hơi nghiêng thôi. Đấy. Thì cái thân lá của cái cây Đại Thành này thì nó khoảng từ 40 đến khoảng 60 cm, có thể là 70, có thể là hơn. Đấy, phụ thuộc vào người nuôi thôi. Nuôi càng to hoặc là ít nắng. Một là nuôi to thì thân lá to dài, hai là nuôi ít nắng thì lá nó nhỏ và dài. Đấy. Nhưng mà thường thì cái địa lan này nó không quá cố định theo cái việc đó, chính là nhiều nắng thì lá nó sẽ dài ngoằng ra như là những cái loại hoa lan khác. Ví dụ như lan kiếm, cùng cái dạng củ này thì có lan kiếm này. Thì nó là cái lan kiếm mà rủ như tiên vũ, kiếm tiên vũ lô hội ấy. Thì anh chị cứ nuôi mát là nó lá rất dài và nhỏ. Đấy, nhưng còn địa lan này không phải là cứ mát thế mà lá đã dài. Lá nó vẫn có những cái đặc trưng riêng. Ví dụ dạng lá này, nó dựng lên như này, đấy xong nó ngả ra. Thì nó vẫn cứ đặc trưng ấy thôi. Đấy, chẳng qua nó to ra thì nó dài ra. Hoặc là nó mát thì nó nhỏ hơn và nó dài thôi. Một chút thôi, chứ nó không nhiều, nó không có biến động lớn như là thằng kiếm này. Thằng ví dụ thằng lô hội mà anh chị nuôi mát thì nó dài bất bình thường khoảng 20 đến 30 cm.
Còn địa này nó bất bình thường chỉ 10 đến 15 cm là cùng rồi. 10 cm là cùng rồi. Đấy, 10 đến 15 cm là tốc lá dài tối đa. Lá dài tối đa của nó thì chỉ 10 đến 15 cm là cùng thôi. Đấy, ví dụ như thế. Thì anh chị có thể tham khảo thêm trên kênh Thiên Đàng Ngọc Hoa. Nhiều cây em nói rất rõ. Đấy chị nhá. Hôm nay là đến cái đại thanh này thì dáng lá của nó to khoảng từ 2 đến 3 3,5 cm. Đây. 4 cm là đều rất khó, 3,5 là đẹp. Như những cái lá này là đã củ rất to rồi. Đấy, củ to. Năm nay do địa lan nở là không được đạt. Thế nên là thực sự là nó không được đẹp như mong đợi. Nhưng mà nó cái đại thanh này vẫn là một cái đẳng cấp. Nó có nhiều ý kiến, rất nhiều cái điểm để nói là nó rất là đẹp, đẳng cấp. Thân lá nó rất là đẹp, mịn. Anh chị nhá. Lá của nó gần như rắn rất ít và gần như không có. Lá rất là mịn. Đấy. Lá mịn này. Đấy, cái lá nào thế nó rất là mịn, thường là rất là mịn. Nó vẫn có bị rằn, bị gập này. Những cái điểm như rất là ít. Anh thấy không? Nó rất ít lá mịn. Mịn như này là đẳng cấp. Mịn như này là đẹp. Còn nếu bị gập càng gập nhiều càng xấu. Giá trị nó thấp đi, bởi vì nó cong như thế này mà nó không bị gập. Nó vẫn mịn. Nó vẫn mịn. Nó cũng mịn nhưng rất ít. Đấy. Cái thứ hai là cái lá của nó thì đuôi lá nó hơi vặn này. Đây này. Lá kiểu mỏ quả mà hơi vặn này. Đây nhá. Đây này. Đây này. Nhìn này rõ hơn này. Ở đây. Đuôi lá này anh chị. Đấy, đây này. Đấy, từ từ này. Đuôi lá của nó hơi vặn này. Đấy, đúng không ạ? Hơi vặn đấy. Không phải một cái đâu, nó có những cái khác như thế đây này. Đấy, đuôi lá hơi vặn. Hơi vặn rất là nghệ thuật. Rất là nghệ thuật. Đúng không ạ? Đây. Đuôi lá. Đấy là những cái yếu tố mà đẹp của nó. Bởi vì lá nó mịn. Mà cây mà nó lá mịn mà nó không bị răn này, không bị gập mấy này. Đuôi lá hơi vặn mỏ quả rất đẹp. Vặn vào đỗ đấy. Đấy, tiếp theo đến chia hoa của nó. Chia hoa thì để mà nói như thế này thì nó là một cái cây đẹp, hợp lý. Bởi vì nó không phải là một cái cây bị mất cần. Chẳng qua là do cái khẩu bông của nó doãn ra. À, khẩu lá của nó. Thứ nhìn ngang ra đây này. Anh chị nhìn ngang này, nhìn miệng chậu đấy. Đấy, đây. Nhìn miệng chậu. Thì nó có phải là bị mất cần không ạ? Không đúng không? Không phải là một cây bị mất cần. Nó là cây vừa phải, cân đối. Dứt cái điểm lá ra thì nó... Đây này, cái lá này. Vào đúng tầm, rất đẹp. Lá bên kia nó cao hơn tí. Ý nghĩa như thế này là hợp lý này. Cân đối, không bị mất cần. Đương nhiên nếu như nó có một bông nữa thì nó... Có thể là ngắm nó sẽ đẹp hơn. Thì nó sẽ đỡ trơ hơn cái phần đó. Đúng không ạ? Đấy, thì là cái điểm đó là điểm không mất cần, là cái điểm rất đẹp. Rất đẹp. Đấy, chia hoa. Chia hoa thì đây. Và phân tích bông hoa này. Đây là em đang phân tích cái bông hoa này, mọi người cùng xem đây. Thứ nhất là cái vị cần của nó đây. Vị cần, cần như thế này không phải cần to nhé, không phải cần thô như cần tố nhé. Anh chị nhé, cần nó to nhưng mà cánh hoa lại còn to hơn cả cần. Đấy, có cái bông rất là to. Sai bông to. Sai bông là cái kích thước của bông này nó to. Đấy, cánh nó to nữa. Đấy, đây. Cái chia hoa của nó khi mà nó lên bông bắt đầu vị cần này. Anh chị nhìn là cuốn cần này. Đấy, nó ôm sát vào cần hoa, bông trên bông dưới này. Năm nay nở bông hoa là kém và cái việc là sau trận mưa đêm qua thì nó quá kinh khủng. Ở Hà Nội. Đấy, đâm là bộ cánh hoa nó bị kém nhiều. Đấy, anh chị nhìn thấy vị cần này. Đấy, nó như này gọi là vị cần, ôm cần. Tức là ôm cần. Nên là cái nó đẹp. Ôm cần, mà nó chưa hoa đây. Anh chị nhìn đó. Bông này hướng này này. Bông này là hướng thẳng này nhá. Bông này là hướng quay ra này. Quay ra ngang này, thế này. Bông kia là quay hướng này. Đấy, bông này này. Đấy, quay ra kia. Bông này quay trước mặt chúng ta. Đấy, thì có nghĩa là nó chia hoa khi mà nhìn xung quanh là ngắm bông nào cũng được, đúng không ạ? Chia tứ diện, chia hoa đây,
bông này nó sang bên này nhá, bông này nó về trước mặt mình, bông này nó sang bên này, bông này về đây, bông này về hướng bên này. Đấy, nó chia hoa lên trên này thì nó chia nó sẽ rối cái nào cũng vậy thôi, nhưng nó được khoảng từ 5 đến 6 bông dưới là chia rất là đều cuốn. Thứ nhất là tay hoa này, tay hoa nó thăng này, tay hoa nó thăng, nó nhiều cây tay hoa nó từ đây nó rẽ ngang luôn, cây thì nó chéo chéo đây thôi. Đấy, nhưng cây này nó thẳng tưng lên, vị cần ôm cần rất đẹp. Ngoài ra nó chia hoa, anh chị đứng hướng nào anh chị cũng có thể nhìn được bông hoa đó. Đấy, quay sang hướng bên này cũng có thể nhìn được. Đấy, bông trên, anh chị thấy không ạ? Bông trên này, bây giờ quay thêm một tí nữa thôi là anh chị nhìn được cái bông này. Đấy, quay thêm một chút nữa thì anh chị nhìn được cả bông dưới này. Ngoài ra cái bông trên này chúng ta quay này. Đấy. Đấy, quay hướng nào anh chị cũng có thể ngắm được nó, ngắm được bông hoa. Còn đương nhiên là mỗi bông thì nó sẽ có một cái độ nở khác nhau. Nhưng nếu như mà thực sự mà cái cây này mà nó nở vào dịp tháng riêng, tầm độ mùng 5, mùng 10 âm lịch, có nghĩa là qua Tết một thời gian ấy, thì nó rất đẹp, nó đặc cấp, nó đúng mùa, đúng thời gian. Thời tiết lúc đấy nó mát, chứ giờ như bây giờ thì nó là sang tháng 2 rồi thì nó có ánh nắng quá rồi mưa nó to, quả trận mưa kinh khủng. Đấy, thì nó là một cái điều giúp cho một cái cánh này nó bị hỏng rồi, hỏng nhiều. Để cái mùi hoa nó sệ, trung hỏng nhiều. Nhưng để phải nói là cái sai bông và cái độ chia hoa của cái cây này nó rất là đẹp. Anh chị cứ tham khảo thêm một số những cái video, một số cây khác. Đương nhiên là có năm sẽ nở đạt và năm sẽ nở không đạt. Và nó ảnh hưởng chủ yếu là bởi do thời điểm nở. Đấy, thì anh chị có thể tham khảo thêm một số video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa, hoặc là những cái tìm hiểu thêm một thông tin. Cái cây này trên Thiên Đàng Ngàn Hoa có rất nhiều cây khác, và cây này hoặc là nhiều cây qua nhiều năm. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và ủng hộ em. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.